Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, tuổi Đinh Mão 1987 đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, của cuộc sống. Vậy nên trong tháng 9 âm lịch, họ rất thành công và được mọi người ngưỡng mộ, tôn sùng. Tháng 9, tuổi Đinh Mão 1987 được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên quý vị mạnh dạn đưa ra quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. May mắn là tuổi Đinh Mão đón nhận tin vui trong tình cảm. Người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay cũng đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết. Mời quý vị cùng theo dõi video để biết thêm chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Mão 1987 có mệnh lô trung hòa, sống phóng khoáng, độ lượng, khoan dung, hiền hậu với người. Họ thông minh linh hoạt, làm việc nghiêm túc, có tố chất lãnh đạo. Người này có tư duy sáng tạo, có cái nhìn độc đáo, biết dùng người tài. Tuy nhiên, do mang trong mình lý tưởng cao xa, tham vọng to lớn, lại luôn thích làm người chỉ huy, nên Đinh Mão 1987 khiến người khác có ấn tượng khá kiêu căng, tự đại. Ngoài ra, theo phong thủy Gia Cát, họ còn thích sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với số đông, dùng cách khơi gợi sự cổ vũ để giúp bản thân đạt được mục tiêu, nên có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Khi làm việc, họ tỏ rõ mình là một người lý trí và bình tĩnh, tự rèn luyện cho mình khả năng học hỏi và ghi nhớ từ kinh nghiệm của người đi trước, rất nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, không có suy nghĩ lười biếng hay đi đường tắt. Xem tử vi tháng Canh Tuất năm 2022 cho gia chủ Đinh Mão, trên phương diện sự nghiệp, dù bản mệnh không đạt được bước thăng tiến gì quá lớn, nhưng cũng sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình thì công việc vẫn sẽ tiến triển ổn định. Phương diện tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu thích nhẹ, đặc biệt là trong các khoản thu phụ. Bản mệnh chăm chỉ, làm thêm thì ắt được trả một mức lương xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được một nửa kia phù hợp. Bạn nên quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình, như vậy có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác giới. Người đã lập gia đình cần chú ý giữ khoảng cách với người ngoài, chớ để chuyện thị phi gây tác động xấu đến quan hệ vợ chồng. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp canh dương kim nên gọi là chính quan, nghĩa là bản thân bị khắc. Trong tháng này, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công nghiệp. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận, người tuổi Đinh Mão có một tháng mới đầy triển vọng. Bạn còn trẻ tuổi nên luôn cố gắng thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng khá tốt đẹp với lãnh đạo và có thể là cả quý nhân nữa. Người làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc chấp pháp có nhiều cơ hội phát triển trong năm nay. Bạn có thể đưa ra những quan điểm mới mẻ và ấn tượng, giúp tập thể có những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Thêm vào đó, bạn nhận được sự quan tâm, dìu dắt của cấp trên cũng như những người có kinh nghiệm nên nhanh chóng học hỏi được những điều hữu ích, phát huy tác dụng lớn lao trên con đường thăng tiến tương lai. Tuổi vẫn còn trẻ, mặc dù đã va chạm nhiều nhưng bản mệnh vẫn có nhiều điều cần phải học hỏi. Tốt nhất thì hãy giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, tránh tình trạng ngựa non háo đá, chống đối người có vị trí cao hơn. Thời điểm này, bạn có một vài cơ hội để thể hiện bản thân, gây ấn tượng với cấp trên, vì thế hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Đinh Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo phong thủy lộc tài, tình hình tài chính của bản mệnh khá ổn định. Một vài người có biểu hiện xuất sắc trong sự nghiệp sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương, cải thiện chất lượng cuộc sống. Với những người có ý định đầu tư, kinh doanh trong năm nay thì bạn nên cân nhắc kỹ càng, học hỏi những người giàu kinh nghiệm hơn, không nên nghe theo những lời rủ rê, lôi kéo của người không đáng tin cậy.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân hợi mão mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tuổi trẻ nên gần như không gặp những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe, tuy nhiên vẫn cần phải chăm chỉ rèn luyện, giữ gìn thân thể mình, tránh sinh hoạt thiếu điều độ, ăn quá nhiều thức ăn vặt hoặc là đồ chiên, xào. Nếu không sẽ dễ dẫn tới các bệnh dạ dày hoặc suy giảm sức đề kháng. Ngoài ra trong tháng này, bạn cần hạn chế tới những nơi đèo cao, vực sâu, nhiều âm khí, kẻo dễ gặp tai ương bất ngờ. Người tuổi Đinh Mão còn trẻ thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình, ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe, bỏ bê bản thân. Những gì bạn cần làm là cắt giảm thức khuya và có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể của bạn. Ngoài ra bạn cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi và giữ chế độ ăn uống hợp lý và giờ thường xuyên. Các gia chủ tuổi Đinh Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia vào các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè, bạn hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Nam mệnh không nên rụt rè trong việc chủ động làm quen với bạn khác phái. Nếu có thiện cảm với ai, bạn hãy tiến đến gần để tiếp xúc và hiểu hơn về đối phương. Đừng chờ đợi người ta chủ động liên lạc với mình. Mối quan hệ giữa bạn với người lớn trong nhà nói chung hòa hợp, bạn cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn, nhất là trong những vấn đề mình còn chưa hiểu rõ. Người đã lập gia đình về cơ bản vẫn giữ được bầu không khí hòa hợp trong nhà, đôi bên vẫn đang ở trong quá trình dung hòa và thích ứng với một trang mới trong cuộc sống. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ Thành hòa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Đinh Mão trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 9, tức ngày 29 tháng 9 dương lịch, có nạp sát là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 9, tức ngày 11 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 9, tức ngày 23 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mão trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 9, tức ngày 30 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 9, tức ngày 12 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 9, tức ngày 24 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi tuổi Đinh Mão trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn.
Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.